một trong những chú hổ đầu đàn đến từ vực Chính Trùng. Cũng đã từng mang Chính Trùng đi rất nhiều giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Và đây là giải đấu đầu tiên ở trên sân vận 11. Và cũng với rất nhiều đội bóng thì đây cũng là giải đấu đầu tiên. Nguy hiểm, không vào, suýt chút nữa thì đã có bàn thắng. Vẫn là cầu thủ Chính Trùng. Dứt điểm. Chưa có một cú dứt điểm vượt qua hàng phòng ngự của cao thủ Đồng Tảo. Với mặt sân 11, đương nhiên là tốc độ nó không thể giống như sân 7 được. Về diện tích của nó gấp tới 4 lần sân 7. Vẫn là những pha đi bóng đến từ Đồng Tảo, rất hay. Xuống biên đi, không được. Không có một đường chuyền xuống phía dưới và đó là tình huống dứt điểm luôn. Với sân 11 thì cũng sẽ có rất nhiều những pha bóng tấn công nhạy cảm khi mà có lỗi liệt vị. Giải đấu này, giải đấu mà phải đầu tư tới 4 trọng tài. Hai trọng tài biên cùng với đó là trọng tài bàn kiêm giám sát. Cơ hội không được. Và cắt bóng an toàn đến từ hậu vệ mà số 4 bên phía cầu thủ Chính Trùng. Trịnh Công, hậu vệ cánh phải. Phút đầu tiên đang là những phút mà cả hai đội đang muốn đôi công. Đây cũng là lần đầu tiên mà họ chạm trán nhau ở trên mặt sân 11. Nguy hiểm. Cơ hội. Quảng trống rất đẹp, không vào. Rất đáng tiếc cho thủ Đồng Tảo. Đã tiếng còi rồi. Có lẽ là tình huống phạm lỗi đến từ cầu thủ Đồng Tảo trong pha bóng vừa rồi. Phút đầu tiên đang là những phút đầy sóng gió về phía khung thành. Vừa rồi là một cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm và uy lực. Chỉ có sự xuất sắc đến từ Trịnh Giáp mới giúp cho thủ Chính Trùng thoát thua mà thôi. Cơ hội. Có bàn thắng công, vẫn còn. Không vào. Rất đáng tiếc cho thủ Chính Trùng. Một pha bóng phản công với tốc độ cực cao. Pha bóng 3-1 nhưng đáng tiếc là pha xử lý cuối cùng thì bóng lại đi hơi dài. Và sau đó là tình huống lùi về hỗ trợ kịp thời để cứu thua bàn thua trông thấy trên vạch vôi. Cơ hội Nam Đất, không vào, cơ hội đây rồi. Không vào. Lại một tình huống phá bóng trên vạch vôi nữa của cao thủ Đồng Tảo. Khá đáng tiếc. Không hề có lỗi liệt vị trong pha bóng vừa rồi. Người đã bỏ lỡ cơ hội đó là cầu thủ mã số 10. Cảm ơn tất cả món quà của anh em đã dành đến với hai đội bóng để động viên tinh thần cho họ. Đã có lỗi. Không có một pha lợi thế. Nếu như đó là tình huống lợi thế dành cho Nam Luận. Đường chạy xuống rất nhanh. Đây rồi cơ hội. Đối mặt phạt chính. Dứt điểm. Wow. Nổ rồi. Nổ tài gây hiểm một rồi anh em ơi. 1-0 cho cầu thủ Chính Trùng. Và đó là cú dứt điểm cực kỳ chính xác đến từ vị trí của Văn Chính. Số 10. Một cầu thủ một tiền đạo nhỏ con. Nhưng bản năng săn bàn của cầu thủ này thì đã được chứng minh rồi. Và rồi thì Văn Chính đã thể hiện được bản năng của mình để mở tỷ số cho cuộc chiến. Thời gian thì đang trôi đi về những phút cuối của hiệp 1. Một cú dứt điểm chéo góc không thể cản phá đến từ vị trí của Văn Chính. 1-0 nha anh em. Chính Trùng thi đấu phòng ngự phản công. Đây rồi Văn Chính. Không kịp. Đây rồi vẫn là Chính. Cơ hội. Quảng trống. Không vào. Tiếp tục là pha bắn phá đến từ Chính Trùng. Trọng tài có tuổi đời cùng với tuổi nghề cao bậc nhất ở ban trọng tài huyện Yên Phong cũng đã phải suýt thở oxy. Đây rồi cơ hội, chuyền vào. Chuyền gì đây? Bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Chính Trùng. Rất đơn giản và đầy hiệu quả. Mọi người đã ghi tên mình lên bảng tỷ số, đó là Văn Luyến. Đó là Văn Luyến. Văn Luyến đã mang lại bàn thắng số 9 đấy nhỉ. Vừa làm giải Chính Trùng xong, chính vậy mà cũng nhớ mặt khá nhiều cầu thủ trên sân. Anh em thông cảm. Không đến lúc lại bảo bình luận viên thiên vị Chính Trùng. Nhưng vẫn còn đó cảm hiệp 2 cho nỗ lực của đội bóng đến từ những chú gà này. Ok, 2 phút bù giờ. Được trưởng ban trọng tài Yên Phong Nam lên. Bóng đi ra ngoài.
tình huống dứt điểm từ xa đi hiểm hóc. Sao cao tuổi có lẽ là bậc nhất ở giải đấu này. Chúng ta chờ đợi kinh nghiệm của Thế Kiểm có thể giúp cho cao thủ cơ hội dứt điểm. Chưa có bàn đá thứ ba và cản phá tốt và phạt góc dành cho cầu thủ Chí Trung. Sau hai bàn thắng có được thì Chí Trung vẫn đang dồn lên. Khách biệt hai bàn nó chưa phải là khách biệt thực sự an toàn. Hiệp hai này thì cầu thủ Chí Trung sẽ là bảo vệ khung thành bên phía tay trái mà nhỏ quý vị. Cắt bóng tốt. Cơ hội đi bóng hay, dứt điểm. Không vào, vẫn là Đông Tảo. Và đi bóng rất kỹ thuật và dứt điểm cực hay nhưng đã không thể chiến thắng được thủ môn Trịnh Giáp. Chiếc găng tay vàng ở giải vô địch Chính Trung đã tỏa sáng cực kỳ xuất sắc. Và một pha lau mồ hôi đến cùng bàn số 92. Vâng, trời ngày hôm nay hơi nắng. Thời điểm hiện tại thì ông giáo này đã bước sang tuổi 30. Và anh cũng đã dính phải một chấn thương rất nặng và chưa thể phẫu thuật. Đã làm cho tài năng của thầy giáo này bị thiêu rụi đi khá nhiều. Không vào! Và cuối cùng thì lưới đã rụng lên. Tỷ số là 1-2. Rất hay. Rất hay dành cho cao thủ Đông Tảo. Cuối cùng thì họ đã có được một bàn thắng. Quyền số là nhiêu cái bàn nhỉ? Không. Người đã ghi bàn đó là thủ mạng số 29 Tuấn Linh. Đồng chí Tuấn Linh đã lên tiếng. Tình huống đánh đầu. Trước đó là pha dứt điểm trúng xà ngang, bóng này ra đúng tầm. Cơ hội nạp lên, cơ vào. Tình huống cứu bóng bước một cực hay đến thủ môn dứt điểm từ xa. Vẫn cầu vào. Bảy người như chim anh em ạ. Cản phá rất đẹp mắt đến thủ thành bên phía Đông Tảo. Hôm nay thì Đông Tảo thủ môn họ mang một màu áo đỏ. Màu áo rất giống với những chú gà Đông Tảo. Quả phạt góc thứ 5. Trận đấu này tài góc 8 trái. Nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng thứ 3 rồi. 3-1. Anh em vào tiếp đi. Ba một, tình huống cầm chiến tuyệt vời của các thủ Chí Trung. Ai ghi bàn quyền nhỉ? 20 à? Người đã ghi bàn thắng thứ 3 dành cho thủ Chí Trung đó là thủ mã số 20. Phút thứ 52. Thời gian của trận hiệp 2 vẫn còn là khá nhiều. Đây rồi, dứt điểm từ xa, không vào. Vẫn chưa có bàn thắng cho các thủ Đông Tảo. Sự xuất sắc đến từ Trịnh Giáp ngày hôm nay không thể tin được. Cú sút xa là thực sự có lực, cùng với đó là bóng đi cũng rất hiểm. Nhưng một lần nữa thì Trịnh Giáp đã thi đấu tập trung để cản phá tốt. Anh em chủ yếu thi đấu ở sân ruộng hoặc đất nện mà thôi. Còn với một sân cỏ chất lượng tốt như thế này thì đó là một điều rất hiếm. Cơ hội không vào, đó lại là một tình huống phá bóng trên vạch vôi của thủ Chí Trung. Hai đội đang chơi đôi công cực hay. Thế Kiểm, ngôi sao 43 tuổi, lão tướng phản công Văn Chính. Chí Trung đã có sự chuẩn bị cực tốt trước giải đấu này. Được chuyền, cơ hội quá hay. Và đây là nam lợn. Và đây là nam thịt lợn. Nam thịt lợn cuối cùng thì cũng đã lên tiếng để có được bàn thắng thứ tư dành cho thủ Chí Trung ngày nay, để giúp cho Chí Trung vượt lên với tỷ số là 4-1. Một trận đấu mà thủ Chí Trung đang thi đấu cống hiến để dành tặng cho những người dân ở nơi nhà, nơi quê nhà đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Đây thì khán giả Chí Trung cũng không thể có điều kiện để đến với Rung Động Thiểm Xuyên nhiều, khi mà quãng đường di chuyển cũng là hơi xa xôi. Chúng tôi đang nhớ tới những trận đấu sân 7. Thời gian nó trôi đi rất nhanh. Mắt Tú, vẫn là Tú. Win 7, cơ hội. Nguyệt đây. Thế Kiểm treo bóng. Chưa có những pha bóng kiểu tạt cánh đánh đầu kiểu ngoại lành rất nguy hiểm. Một pha bóng gầm dày và hoàn toàn có thể chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho lão tướng này. Mặc dù kể cả không trúng chân thì hoàn toàn đó là lỗi hành vi khi mà vào bóng gầm dày kiểu hai chân như vậy để tránh chấn thương.
Đương nhiên là đối với anh Thế Kiểm, anh U43 này thì vào bóng. Và chạm bóng đầu tiên đến với vị trí của Mẫn Tuấn. Quý Soccer. Vẫn là Quý Soccer. Cú sút nguy hiểm. Không vào. Không có siêu phẩm dành cho Quý Soccer. Khá đáng tiếc. Và sau đó thì đã có lỗi liệt vị đến với vị trí của Nguyên Tây. Thay người. Ok, như vậy là em ơi, 8 tên gì nhỉ? Quý Soccer đường chọc khe hay, nhưng sau đó Nguyên Tây, Quý Soccer mở cánh, vẫn là cao thủ Trí Trung. Lại những tình huống đi bóng đến từ Văn Luyến, cơ hội làm gì đây, siêu phẩm đến từ vị trí của cầu thủ vào số 82. Tình huống băng vào dứt điểm tuyệt vời đến từ vị trí của Văn Thắng. Không biết là Văn Thắng đánh rung hay sao. Một cú dứt điểm tuyệt vời của Văn Thắng để giúp cho Trí Trung dẫn trước với tỷ số là 5-1. Không có ai có áp lực nhưng Văn Thắng lại băng vào. Đã băng vào và đệm lòng thành công. Vâng, đây là thánh đệm đây rồi. Anh chính thức trở thành người đồng đội của Harry Maguire. Người đang ngồi mai đúng quần trên băng ghế dự bị của cầu thủ MU. Vâng, đúng lúc này thì Phương Kevin và cầu thủ 98 vào sân, chưa chạm bóng phát nào. Chiến thuật rồi. Như vậy là trận đấu khép lại rồi. Một chiến thắng tuyệt đối của cầu thủ Chính Trung ngày hôm nay. 5-1. Vâng, 5-1 dành cho Chính Trung, cách biệt là 4 bàn. Trận đấu mà chúng tôi còn chưa kịp thống kê hết các bàn thắng của Chính Trung ngày hôm nay. Vâng, buổi tường thuật chúng tôi đến đây kết thúc. Một nữa cảm ơn hai đội bóng. Cảm ơn tất cả các quý khán giả của Thiểm Xuyên cũng đã đến với Du động Thiểm Xuyên hôm nay để cổ vũ, cũng như là cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi trực tiếp trận đấu này. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.